Xin chào quý vị và các bạn đã đến với game show Ai Khác Biệt của BitVN. Ai Khác Biệt là một game show sẽ thách đố khả năng phán đoán, khả năng suy luận và khả năng hùng biện của những người tham gia chương trình. Và luật chơi của chúng ta như sau. Trong số 6 nhân vật trải nghiệm, chỉ có duy nhất một người khác biệt. Những người chơi khác cần loại được nhân vật khác biệt ra khỏi vòng chơi cho đến khi chỉ còn 2 người cuối cùng. Người khác biệt ở lại đến vòng cuối cùng sẽ nhận được toàn bộ tiền thưởng. Nếu không, số tiền sẽ thuộc về hai người chơi giỏi nhất. Chủ đề tuần này của chúng ta sẽ là ai là gay? Bỏ chữ gay ra đi, tại vì tôi là một người đàn ông chuẩn mực. Bớt gồng. Là con nhất trong các bạn ở đây này. Bớt gồng. Đi đây phong của em thì nó là chơi nặng, thì em không biết được. Không, anh hỏi cộng đồng gay nữa mà, em chơi hai cộng đồng đúng không? Không, không chơi. Chơi một, tôi làm sao chơi được hai? Sao mọi người lại nghe? Anh hỏi. Sao mọi người lại nghe? Tiếng Việt đi em. PT à? Tưởng tới anh cũng thích cái kiểu... ấy. Bất cứ khi nào mà anh kiểu anh dồn vào một người thì cái người này sẽ hùa theo anh, hiểu không? Anh nhìn thẳng mắt em rồi nói. Anh hay gửi một cái ôm cho Tuấn Anh bởi Tuấn Anh chỉ biết là bị loại. Chơi tiếp! Kể cả em mất tiền em cũng không làm như thế. Anh thì có hôn con trai, nhưng hôn con trai anh. Còn anh thì năm nay em mới được một tuổi nữa. Nhưng mà có thật em cũng thế. Có thật không? Chuyện đâu mà tao nào không cần. Hành động mà kiểu nó quá mức ấy anh. Thì em không thích những người hơn thì em không thích gì cả. Rồi, thời gian kết thúc. Thì sau cái phòng mà loại Tuấn Anh ấy, thì mình cũng có để ý đến mọi người xung quanh, nhất là anh Tiến Thành ấy. Anh, tại vì anh đứng đằng sau mình nên là mình không để ý lắm về cái điệu bộ cử chỉ của anh ấy, nhưng mà mình cảm giác như anh Tiến Thành ấy, anh ấy có chút gì đấy, hình như là có chút make up hay xong rồi làm răng trắng, và có một cái nữa anh ấy bảo là anh ấy có con, nhưng mà anh ấy lại không có nhẫn. Mình nghĩ bảo anh này đang bị à, con gì, con chó hay là con mèo gì. Có khi là anh bảo là con anh mới được 1 tuổi rưỡi, nhưng mà mình cũng nghĩ là anh ấy có con chó hay con mèo lắm. Anh không nghĩ là anh ấy có vợ đâu, mà anh ấy nói chuyện cũng hơi kiểu lắp bắp ấy, không mượt mà, nên là mình cũng nghĩ là anh này có gì đang khả nghi. Nhưng mà xem cứ để im, xem định làm gì từ vòng 2, vòng 3 là mình bắt đầu nghi ngờ, là mình vote luôn, trò chết luôn. Thực ra mình là nghi ngờ anh Thành nhất luôn. Tại vì sao, là từ lúc đầu mình định loại anh Thành, nhưng mà đến sau mình nghĩ lại, nếu mà mình làm này là không có chiến thuật, chơi game mà không có chiến thuật, không có tư duy logic là không được. Mình tư duy lại, mình liên tục đổ cho người khác và mình sẽ chọn anh Thành vào cuối cùng. Đến lúc mà chỉ còn 3 người là mình sẽ chọn anh Thành thôi. Là lúc đấy là tỷ lệ chính xác, tại vì trong lòng mình đang nhắm anh Thành rất là mạnh. Mình tia rồi. Vừa rồi tôi đã nhận được kết quả. Ngày hôm nay thì có vẻ như chúng ta loại theo một quy luật, đó là đỉnh tử thấp đến cao. Người đầu tiên là bạn Dũng. Người tiếp theo là bạn Tuấn Anh. Và người tiếp theo không ai khác, đó chính là anh Tiến Thành. Và anh Tiến Thành là người đã bị loại. Xin mời anh Tiến Thành nhớ gì. Không chơi chưa, xong game rồi. Thì lúc đấy mình khá là chắc là anh Thành là gay, bởi vì là kiểu nhìn cái ngoại hình của anh ấy ngay từ đầu rồi, thì kiểu anh có kẻ lông mày này, xong rồi làm điệu một tí. Xong rồi đến đoạn cuối mà khi mà gần hết giờ rồi thì anh ấy bắt đầu kiểu nói ra một thứ mà mình không tin được ấy. Là anh ấy bảo anh ấy có con trai, nhưng mà kiểu mình nghĩ là kiểu anh ấy sẽ kiểu có phải có vợ các thứ ấy, thì anh phải đeo nhẫn các thứ, thì mình không thấy, nên là mình nghi là anh Thạch. Mọi người á, mắt có vấn đề, tôi chắc chắn là trai thẳng luôn, cho nên là thôi không vấn đề gì cả. Trò chơi mà, có người thắng có người thua mà. Bây giờ sẽ là vòng cuối của Ai Khác Biệt. Tên. Theo mọi người thì người khác biệt đã bị loại chưa? Em thì vẫn có khả năng, nhưng mà phần nhiều là bị loại rồi. Dám bị loại rồi. Anh thì chắc chắn, nhưng mà anh vẫn muốn loại một người nữa để số tiền của anh được nhiều hơn. Ok, giờ đây chính là cái lúc mà tình anh em quyết định này, số tiền mới quyết định này. Rồi bây giờ cần phải cãi nhau chứ đợi gì nhỉ? Cãi nhau đi. Thôi vật tay đi. Chơi vật tay đi. Xin mở. Sao lại phải chơi? Chơi đi, Jim ở. Không hiểu tại sao. Đấy, chơi này. Được rồi. Hai cây cho với nhau đi. Bật tay với nhau đi.
được chưa? Hai bạn cạnh lại với nhau từ từ. Em cầm vào bàn đi. Nhưng mà anh lại đứng như này, bạn này ngồi. Như nào? Anh ngồi thì anh không có chỗ ngồi. Ngồi thì anh phải ra đây. Để xin ra đây, để xin ra đây. Để xin ra góc này này. Không, người người thua sẽ bị loại hay sao? Chả cho vui thôi, chẳng cho vui rồi. Chẳng có tác dụng gì nữa. Đây, đây, đây. Rồi, chưa? Chúng mình nghe này. Hai bạn cạnh chuẩn bị tay với nhau rồi. 3, 2, 1, bắt đầu. Hay lắm. Sức khỏe của đàn ông mà. Ai thắng bàn đâu? Anh chơi bẩn rồi. Ai thắng thì đó là ngay. Loại luôn em. Rồi, anh em định loại nó nhá. Đi chẳng có cái gì. Ghi nó nhá. Rồi. Anh em bọn em bọn tôi thống nhất rồi. Hai bạn gây ra tôi đã tự mình. Thôi đã. Anh em chúng tôi vận tay chỉ để mục đích là như này. Chỉ có đàn ông mới cạnh tranh về sức khỏe thôi. Còn thằng ở ngoài hò hét chắc chắn ngay. Loại. Thôi buổi này thôi. Loại không. Không nói nhiều đâu. Bọn tôi quyết định rồi. Đấy. Chọn Đỗ Phong để mình loại thêm một thằng đối thủ. Cái đấy là chiến thuật thôi. Chơi game mà. Đó, bây giờ em anh vật tay. Không, mày bảo ai thắng là gay mà. Tao thắng là gay. Rồi, ok. Hết giờ. Sau màn vật tay vừa rồi thì cũng không chứng tỏ được điều gì cả. Chỉ là cái thú vui của các bạn. Vật tay để anh em thấy gắn kết hơn vào loại một người còn lại. Anh muốn loại ai? Loại Phong. Loại Phong ạ. Duy Anh cũng muốn loại. Không, loại Phong. Không, đừng loại anh. Mày xem anh rồi đúng không? Biết anh rồi đúng không? Nhưng mà vấn đề là bây giờ ai cũng biết. Thôi thì em thì bây giờ nhá. Phải có ban giám khảo. Bạn nghĩ thế nào? Đúng không? Em nghĩ thế nào mà đến vòng cuối cùng rồi mà chẳng may em bị loại? Em nghĩ là nếu em bị loại thì chẳng có ai đứng đây cả. Rồi, còn gì anh? Em nghĩ là nếu chẳng may em là người bị loại. Tự đi ra luôn. Thì em nghĩ em nhỏ tuổi thì kính đáo bác thọ thì em nhường các anh thôi. À, ok. Để xin chúc mừng hai người nhỏ tuổi bởi vì người cao tuổi nhất đã bị loại. Xin chúc mừng anh nhỏ tuổi. Thực ra thì đến vòng đấy thì mình nghĩ là cái vòng đấy là ba anh em là ấy rồi. Ba anh em là đều là thẳng rồi, nhưng mà căn bản là anh Thành nói nhiều quá. Đập ghét đấy. Sau này cứ kiểu cứ vốt mình ấy, cứ dí dí mình ấy. Đến cái lúc mà em bị lại thì nó chẳng còn gì để nói nữa. Tại vì là rất là bực. Tại vì là thực ra cái lúc mà mình tư duy về kiến thức, cái logic lại, mình biết được ai rồi mà người ta lại loại mình. Mình biết thừa là ở đấy còn ai nữa mà tự nhiên nó loại mình. Mình không nói cho bọn nó hiểu được. Nó không cùng đẳng cấp, nói chuyện khó thật sự luôn đấy. Thế là thôi, thua thắng không quan trọng. Quan trọng là mình hiểu vấn đề. Mình thấy là vui. Hôm nay sang gặp bạn bè anh em chơi một trò chơi tìm kiếm những cái kiến thức về giới tính, cũng cảm xúc của anh em. Thì mình nghĩ là để cho vui mình sẽ loại anh Thành. Thế thôi. Hiện tại chúng ta chỉ còn hai người chơi. Nếu người khác biệt đã bị loại thì đèn sẽ chuyển sang màu xanh. Và nếu người khác biệt vẫn còn đang đứng ở đây thì đèn sẽ chuyển sang màu đỏ. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng chờ xem kết quả. Và bây giờ xin mời kết quả. Mọi người quay lại xem kết quả. Cái xanh là thắng không? Xanh là không còn gay. Thắng rồi. Xin chào mừng sự trở lại của 60 chơi. Và ngay bây giờ xin mời người khác biệt bước lên phía trước. Hai người khác biệt xin mời bước lên phía trước. Xin chào các bạn, mình là Thành và mình là Gay. Hiện tại thì Thành đang làm việc và sinh sống tại Hà Nội.
giới tính của mình thì mình đã công khai với cả gia đình và tất cả mọi người. Và hiện tại thì Thành đã có một cuộc sống và công việc rất là ổn định. Nhân đây thì Thành cũng rất là chia sẻ, rất là muốn chia sẻ những cái câu chuyện của Thành tới tất cả mọi người. Thì thực ra ấy, thì Thành biết được mình gay từ lúc còn bé cơ. Nhưng mà mãi đến tận năm cấp 3 thì Thành mới tự tin để mà đi giao lưu, đi gặp gỡ những cái bạn giống như Thành. Và cái mối tình đầu của Thành là chắc là từ năm cấp 3 thì mình có gặp một người bạn trai hơn Thành rất là nhiều tuổi. Và mối tình đó kéo dài tận 5 năm. Lúc đó thì Thành cũng chưa có công khai và thể hiện quá nhiều bản thân như bây giờ. Nhưng mà khi mà cái người yêu gần đây nhất của Thành thì Thành cũng có công khai với cả bố mẹ về cái giới tính thật của mình, với cả về xã hội, với cả tất cả mọi người. Thì mình cứ nghĩ là sau khi mình công khai cái giới tính thật của mình như thế thì bố mẹ thương mình hơn, bố mẹ sẽ ủng hộ mình. Nhưng mà thực ra thì mọi chuyện thì nó sẽ diễn biến theo một cái chiều hướng nó thậm tệ hơn, và mình cảm thấy là bị áp lực rất là nhiều. Tại vì trong gia đình thì Thành là người con trai duy nhất trong cả họ, cho nên là cái việc mà phải lấy vợ, đẻ con và nối dõi cho gia đình họ hàng thì rất là một điều rất là quan trọng. Tại sao là lại như thế? Tại sao bố mẹ sinh con ra bình thường mà tại sao con như thế? Và đến đỉnh điểm là bố mẹ Thành bắt Thành đi khám bệnh, bắt Thành uống thuốc, những cái thuốc hormone nam để cho nó trở nên nó bình thường. Nhưng mà Thành nghĩ, tại vì Thành biết Thành là như thế nào, cho nên là những cái đó thì kể cả có đi uống thuốc, đi khám bệnh thì cũng Thành nghĩ là chắc chắn nó sẽ không thể nào mà làm cho mình trở thành một người đàn ông bình thường như bao người khác được. Tất cả mọi thứ, công việc cũng không ổn định, và rồi về nhà thì không có ai gọi là đồng cảm với mình, cho nên là Thành mỗi khi đi làm về hay là đi đâu thì mình đều né tránh hết tất cả những người thân này. Rồi bố mẹ thì chỉ có lên phòng và trốn kín trong phòng thôi, cũng không có dám giao tiếp gì với ai cả. Nó rất là mệt mỏi, khá là mệt mỏi. Thực ra thì bố mẹ nào cũng thương con cái hết, chỉ có là họ thương theo cách nào thôi. Nhưng mà với Thành thì giới tính của Thành không được trọn vẹn, thì bố mẹ cũng rất là thương và cũng mong muốn mình bình thường như những người con trai khác, để về sau có thể có con cái, có vợ con chăm sóc. Nhưng mà Thành nghĩ cái việc con cái và vợ con thì nó cũng không còn quan trọng nữa. Quan trọng nhất làm sao mà mình phải sống đúng này, sống thật với cả cái giới tính của mình, mà làm sao mà mình có sự ổn định về kinh tế, có đủ khả năng tự chi trả và có thể chăm sóc cho bản thân và ngoài ra chăm sóc cho bố mẹ, thì mình nghĩ là bố mẹ nào cũng sẽ rất là không nghĩ nhiều về cái vấn đề giới tính nữa, mà sẽ tin vào bản thân của người con hơn, thì họ sẽ dễ dàng mở lòng ra và để chấp nhận cái giới tính của con của mình. Điều mà Thành tự tin nhất thì có lẽ là sự chịu khó, chăm chỉ và cần cù của mình. Tại vì trong công việc hay là trong cuộc sống thì Thành luôn luôn là một người tìm tòi này, học hỏi và những cái điều mới để làm cho bản thân của mình nó càng ngày nó càng được vươn xa. Và mình cảm thấy tự tin nhất đó là cái vấn đề học hành. Thì hiện tại thì Thành vẫn đang học và học hơn nữa để mình có thể trau dồi những cái kỹ thức và những cái kỹ năng để mình có thể hoàn thiện bản thân và hoàn thiện những cái công việc mà mình đang còn thiếu sót. Thành nghĩ là các bạn đều rất là muốn sống đúng với cả sống thật với cả giới tính của mình để mọi người cảm thông và chia sẻ. Cho nên là những cái bạn nào mà đang muốn công khai thì Thành rất là ủng hộ. Nhưng mà điều quan trọng là các bạn phải biết và hiểu mình là ai, sống một cuộc sống lành mạnh thì từ đó mọi người mới có thể mở lòng và đón nhận chúng mình được. Tất nhiên là trong cái cộng đồng xã hội bây giờ thì ngày càng phát triển và cởi mở hơn, thì tất cả những cái người, tất cả những bậc phụ huynh hay là tất cả những cái bạn mà chưa có hiểu rõ về cái giới tính thứ ba thì hãy thông cảm và sẻ chia tất cả những cái tình cảm nhất của mình đến tất cả mọi người để yêu thương ngày càng được lan tỏa hơn. Và một điều quan trọng nữa đó là
trong cộng đồng LGBT hiện ngày càng phát triển bây giờ thì một người không thể nào mà làm có thể thay đổi suy nghĩ và định kiến của tất cả những người mà chưa hiểu rõ về cái giới tính thứ ba này. Thì mình hy vọng rằng là tất cả những cái bạn trong cộng đồng hãy sống, làm việc tích cực và lành mạnh hơn để có thể lan tỏa những cái yêu thương của chính bản thân tới tất cả mọi người, và từ đó mọi người có thể là mở lòng và không còn định kiến về kỳ thị về cái giới tính này nữa. Trên đời không một ai hoàn hảo cả. Hiện tại Thành đã và đang cố gắng hoàn thiện bản thân, và đến thời điểm này thì Thành luôn tự hào là người luôn sống đúng với chính bản thân của mình. Mọi người có thể bất ngờ là có câu hỏi gì muốn đặt ra dành cho anh Thành không ạ? Bất ngờ. Cái cay. Cay. Ít ra là anh cũng hai đứa. Dũng, Dũng có điều gì muốn nói khi em bị gọi là chương trình này. Đây đây. Josh Bell, ok. 1, 2, 3. Ok. 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 Xin chào và hẹn gặp lại! Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.